bé chó làm nũng mét ba vì bị mẹ đạp trúng chân. Ôi trời, đau quá hả? Ừ, đau quá hả? Mẹ đạp trúng con hả? Trời ơi, tội quá trời luôn á. Đúng là chưa thấy đứa nào giỏi ăn vạ, bắt đền như bé chó này. Mẹ chẳng may không để ý đạp trúng chân ẻm. Ban đầu nó cũng chẳng kêu là gì đâu. Cơ mà vừa thấy ba bước ra hỏi, đâu, heo đau tay làm sao? Là nó bắt đầu dở trò liền. Biết ba lúc nào cũng bên nên được nước làm tới. Giờ chân đầu lên mét ba rồi còn làm bộ mặt như uất ức lắm vậy đó. Thấy ba dỗ dành là nó cũng lò dò chạy lại nhõng nhẽo ba. Đau tay sao, đau tay sao, dễ lắm coi. Ơi đau tay vậy luôn hả? Trời tội vậy hả? Ôi trời, đau quá hả? Ừ, đau quá hả? Mẹ đạp trúng con hả? Ôi tội quá trời luôn á. Biết bé heo sẽ dở trò giận dỗi nên tối đó mẹ phải đền bù ngay cho ẻm một miếng thịt quay. Cả chiều thì nó giả bộ đau chân ăn vạ. Vừa thấy mẹ gọi ra ăn thịt quay là chạy vội ra, quên luôn mình đang diễn. Xin lỗi heo, cái vụ hồi sáng là đạp vô chân heo. Rồi xin lỗi heo kìa. Rồi mẹ xin lỗi heo. Ừ. Mẹ xin lỗi heo. Mẹ ăn đi. Sáng mất mày tối mất tao. Nè, ở đây nè. Cảm ơn. Heo, đứng lên cảm ơn đàng hoàng. Heo, đứng lên. Ừ, ở đây. Nhẹ nhàng thôi nha, nhẹ nhàng. Ừ, đúng rồi. Thịt quay thì đúng món khoái khẩu của bé heo rồi. Chỉ cần được ăn thì mẹ bảo đứng lên hay ăn nhẹ nhàng là ẻm nghe lời răm rắp liền. Cô mèo với thân hình trái dưa hấu ngồi chờ sen về mỗi ngày. Suốt ròng rã 7 ngày Tết, vì lý do khách quan nên bạn mèo này phải ở lại Hà Nội ăn Tết một mình. Chắc cũng là lần đầu sen và mèo xa nhau lâu tới vậy nên nhớ nhau lắm. Mỗi lần nhớ hoàng thượng, sen sẽ gọi tên ẻm qua camera. Và cũng mỗi lần như vậy thì sẽ thấy một cô mèo tròn xe như trái dưa hấu từ phía xa chạy lại. Bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần nghe giọng của sen là ẻm chạy vội ra, ngồi ngay ngắn trước camera rồi nhìn chằm chằm đợi sen về. Nên cô mèo này cũng cô đơn nhiều lắm. Hằng ngày chỉ đi quanh quẩn trong nhà đợi sen mở camera trò chuyện cùng mình. Cũng may vẫn còn chiếc camera sen lắp nên em bớt cô đơn đi phần nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.